chào cả nhà đã đến với kênh của mình Thu Loan nè. Hôm nay Thu Loan đi chợ về, Thu Loan mua thịt cốc lết á. Bữa nay mình nấu một món cơm chiều cho gia đình mình ăn nha cả nhà. Mình mua đây là 400g thịt cốc lết nha cả nhà. Mẹ bà cắt sao mà cái miếng cốc lết của mình bé bé nó không có cắt khéo tay cả nhà, nên miếng cốc lết nó không được ngon nè. Để mình chiên lên, mình ướp xong mình chiên lên đó cả nhà. Rồi mình cũng sơ chế sạch sẽ rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ướp nha, gia vị vô đây luôn ha. Mình cho muỗng mắm vào, rồi giờ mình cho muỗng hạt nêm vào đây luôn nha. Mình cho muỗng bột ngọt luôn. Thì mình cho tiêu vào đây luôn nha. Mình bỏ ít đường vào đây luôn nha. Cho nên bỏ nhiều chút nữa mình chiên nó sẽ bị cháy á. Rồi sau đó mình nêm nếm lại ha. Rồi mình cho ít hành củ với tỏi mình băm luôn nha, cho vào đây. Ít lại để mình làm phần khác. Cho xíu màu luôn ha. Rồi mình ướp 30 phút đó, rồi bắt đầu mình mới chiên. Thì đây mình cũng có thịt bò ha, cái thịt bò để mình xào rau muống á cả nhà. Bây giờ mình cũng ướp gia vị luôn nha. Cho ít nấm vào đây luôn ha. Bỏ ở đây muỗng nhỏ bột ngọt nha. Mình cho tiêu vô đây luôn nha. Bỏ một muỗng hạt lên cho nó. Rồi mình cho tỏi hành băm vô đây luôn nha. Rồi mình ướp đi, mình đỡ cỡ 20 phút ha. Bây giờ mình ra mình lặt rau muống luôn nha. Đây mình có bá rau muống nha cả nhà. Mình mua bá rau muống hộp ha. Nó dài ghê, cái mua rau này để giúp mình xào với thịt bò nè. Rau muống này nó giòn lắm cả nhà, ăn rất ngon. Mà nó non nữa. Bây giờ mình lặt luôn ha. Non dễ sợ luôn nha. Giờ mình chiên thịt nha cả nhà. Ướp thịt có 30 phút rồi ha. Bây giờ mình bắt cái chảo cho nó khô rồi mình đổ dầu mình chiên nha. Rồi bây giờ mình đổ dầu vô luôn nha. Tại cái thịt này mình cũng đã ướp tỏi với hành củ vô đây rồi cả nhà, nên mình cũng phải cho hành củ với tỏi vô phi nữa ha. Củ là tỏi băm vào đây nó thơm nè cả nhà, bỏ vô nó thơm lắm luôn á. Thì mình rang cho cái thịt nó săn lại ha, rồi mình mới cho nước thêm vô. Mình cho thêm một muỗng rưỡi đường vào đây luôn nha.
ít nước vào đây luôn. Rồi mình đánh nó lên, rồi mình đổ vô trong thịt luôn nha. Chảo thịt của mình nắng có nước rồi cả nhà. Nó riêng kêu kêu lại thôi nè. Rồi nó đã chín rồi ha. Rồi bây giờ mình nhắc xuống nha, tắt bếp nha. Bây giờ mình rửa lại cái chảo, mình bắt lại mình xào rau muống nha cả nhà. Tại vì mình làm cái chảo nó luôn cho nó tiện á, nó khỏi dính hai ba chảo ha. Rồi bây giờ mình xào rau muống với tỏi nha cả nhà, nhưng mình xào thịt bò trước ha. Bỏ tỏi với mình xay cho nó thơm nha. Trong đây mình cũng hết ướp hành củ với tỏi rồi, nhưng mình muốn bỏ vô dầu cho nó thơm. Vậy rồi để mình không có cho gia vị nữa ha. Rồi giờ mình đổ ra chén ha. Vậy là muốn mình tao là phải có tỏi nó mới ngon như thế này. Thấy mà nó một bá đặt nó nhiều gì cả nhà, cho mình khi mình xào vô nó xào có chút xíu à. Hồi nãy thịt bò mình cũng ướp rồi ha, bây giờ mình cho thêm ít bột nêm nữa vô, để xíu đường ha, mình muốn tiêu vô đây luôn. Rau muống mình đã chiên xong rồi ha. Rồi mình nấu thêm nồi canh nữa nha cả nhà. Mình nấu canh, gọi đây là canh mây ha. Mình có đây là một ít cần tây ha, với lại ba cái trứng với một ít hành, với lại ba trái cà chua ha. Nhưng mình nấu hai trái thôi nha, mình có nấu hết đó, nó chua. Mình không có thích ăn chua nhiều nha. Mình sơ chế sạch sẽ rồi giờ mình sắc ra luôn ha. Giờ mình để sắc hết rồi ha, mình sắc hết rồi, kè với cần với hành rồi mình sắc ra hết ha. Củ đây mình chỉ đó, rồi mình bỏ vô canh luôn. Rồi chuẩn bị mình nấu canh mây nha cả nhà. Mình đập ba quả trứng mình nấu luôn ha. Bây giờ mình bỏ tỏi với hành băm vô mình phi luôn ha, phi lên cho nó thơm ha. Rồi mình bỏ cà chua vô luôn nha. Mình bỏ muối vào đây luôn ha, với một muỗng bột ngọt nha. Mình ít ăn bột ngọt nên mình bỏ ít nha, với hai muỗng hạt nêm ha. Thì mình bỏ ít cục đường phèn vào đây luôn nha. Sau rồi mình bỏ càng nhiều luôn nha. Trứng vô đây luôn nha. Làm vô đây ba quả trứng luôn ha. Mình
chờ cho nó sôi rồi mình mới nhắc ra cho cái trứng nó chín ở cả nhà. Giờ nước canh nó cũng chín rồi ha. Mình nếm lại như cái nhà, coi thử nó có vừa cái vị của mình không ha. Nó hơi nhạt ha, mình cho thêm xíu muối nữa. Vậy là canh của mình đã chín rồi ha. Giờ mình tắt bếp nha, cho thêm hành củ vô đây, mình bỏ hành lé vô đây luôn nha, cho nửa muỗng tiêu vô đây luôn nha. Mình đã nấu xong ba món chính rồi nha cả nhà. Món rau muống sợi tỏi thịt bò ha, với món cốc lết rem, với là canh mây nha cả nhà. Canh mây thì mình nấu ăn rất là ngọt luôn. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Giờ mình lấy kiếm mình cắt ra ha. Miếng thịt thì nó bự ở cái nhà. Cục lớp ở cái nhà. Mình treo nó rất là ngon luôn. Mặn mặn ngọt ngọt. Nó thơm, cái nhà nó thơm mùi tỏi á. Cái món thịt này nè, mình rem gì nè, mặn mặn ngọt ngọt. Buổi sáng á cái nhà, mình mua bánh mì về, mình xỉ vô, mình bỏ vô ăn với dưa nó cũng ngon lắm. Ngon quá cả nhà. Rau muống là rau muống hộp á, mình xèo lên cái cọng rau muống nó xanh lắm cả nhà. Rất là ngon luôn. Mình xèo nó vừa ăn á, mình không cần chấm mắm luôn. Đấy, mình hút mẹ rau muống rồi. Canh nó cũng ngọt nữa, mình nấu với lại cà chua với cần nó cộng thêm cà chua nước nó chua chua ngọt ngọt, cái cần nó rất là thơm luôn. Video cả nhà, tại vì mình đi công việc á, mình về quê chồng mình có việc á, việc tàn cái cả nhà, thế mình không có đây được video ha. Bây giờ mình về rồi, ra đầu mình mới làm lại video. Cả nhà xem về thông cảm ủng hộ kênh cho mình nha. Ngon quá cả nhà. Miếng thịt bò nè, mình tao mình ướp gia vị vô đó nên ăn nó vừa ăn nó thằng ngon luôn, khỏi không cần phải chấm luôn. Những cái món nấu mình nấu là vừa ăn hết chứ mình cũng không cần chấm.
món canh mây đây đó rất là ngon, cả nhà mình đã rỉ tiền lắm. Cả nhà ăn rau, ăn bí, bầu hồi nó ngán á, cả nhà nấu một món canh mây ăn ha. Này rất là rẻ tiền mà lại đơn giản mà lại ngon luôn. Mình mua cốc lết á cả nhà, mình nói cốc lết người ta lựa chỗ mềm cho mình á, mình về mình không có cần đập. Nhiều người mua thịt về xong mới dằn để chày dần cho nó mềm rồi chiên, nhưng mình là mình không có dằn, mà miếng thịt cốc lết nó rất là mềm. Miếng đây là ngon, món thịt đây là ngon nhất cả nhà. Tôi vừa ăn luôn mà ngon ngọt. Một chén này nó bự lên nha, mình ăn một chén là no luôn á. Một bát rau muống mình xào được một dĩa nè, bà thịt bà rồi vô mình xào được một dĩa chứ. Cái bát cả nhà thấy hôm nãy không, bát rau muống nó cũng bự lắm mà mình xào nó tiêu là hết rồi. Mùa này nóng nực cả nhà nên không ăn cơm gì bao nhiêu hết á, ăn một chén là thấy no rồi. Mình làm á, mình lô bô mình nấu ăn rồi mình khát nước thôi mà chơi mình cũng không có đói, ăn một chén là thấy no. Nước canh nó rất là ngọt luôn đó nha, ăn cái nước canh nó đậm đà sao rất là ngon. Vậy thôi mình mang xong rồi cả nhà ha. Là video của mình đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cả nhà đã xem video và thấy hữu ích, nhắn cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà, để mình có động lực ra nhiều video tiếp theo hay hơn cả nhà ha. Bye cả nhà nha.